Giáo đó là sư quốc, quốc tế, là sư nông dân đâu. Ừ. Thôi đi ngủ đi, À. đừng có like nữa. Nhưng mà thật sự là rất có người muốn tố cáo ông sĩ đó, nhưng mà tìm không ra cái được địa chỉ, À. nộp đơn nhưng mà bị từ chối, tại vì lý do là không xác minh được địa chỉ. Ngon lành quá ha, bây giờ là không có địa chỉ là cứ an toàn vậy Không, hả? nhưng mà sáng nay em tuyên bố với anh L Bắc nè, em sẽ viết ra một cái đơn, em sẽ phân tích là tôi không hề có một ý kiến xúc phạm gì đến Vi Anh hết cả, nhưng mà công Vi Anh nó kiện em. À, em có thể chia sẻ cái vụ view anh kiện em không? Bây Nhưng giờ được không? mà anh L Bắc anh chửi công Vi Anh là con đĩ, anh nhớ không, anh nhớ không, Nhớ, nhớ không? nhớ. Thì đây sao anh lại nhớ vậy? Có nghĩa là người mà chửi Vi Anh mà nhiệt tình nhất ở trên mạng xã hội là Lâm Ngô chứ không phải anh Long Dân. Nhưng Bữa mà nay là sao em Long Long không bị kiện? không bị kiện, không bị gì hết, Ủa sao kiện em thấy ta? lạ. Ủa cái này kiện à? Sao sao em bị kiện mà Long Ngô Và trong video em chả làm gì hết, không bị? em mới lạ, nên chuẩn bị em viết một cái đơn em khiếu nại Chúng lại sao? cơ quan điều tra Ờ bỏ luật tội phạm. nhưng mà về thành ra tâm anh em à? Em chỉ điểm mà, em sẽ liệt kê hết luôn là anh ta chửi với anh như thế nào như thế nào. Chết cha, để nếu mà ví dụ view anh nó thắng thì sao, tự nhiên mình lại tiếp tay cho view anh hay sao? Không được hả? Không, em đã nói rồi, em không có khiếu kiện khiếu gì hết á, em chỉ điểm Nhưng mà ý là công bằng đúng không, công bằng. kiện em thì phải kiện cả Kiện Long em là Ngô phải đúng kiện không, Long Ngô, còn nếu không kiện Long Ngô thì chứng tỏ view anh và Long Ngô có có mối quan hệ. à, đúng đúng nhỉ. Lý do tại sao mà Long nông dân bị kiện mà view anh không kiện Long Ngô, vậy view anh và Long Ngô có một cái Mối gì quan đó hệ đứng không? sau, em đang nghi ngờ. Đúng đúng chính xác. Người mà chửi Vi Anh nhiệt tình nhất ở trên mạng xã hội mà chửi xúc phạm nhất đó chính là Long Nhưng Ngô. mà em có bằng chứng chưa? Trời ơi, video clip của cô Hằng gọi cho Long Ngô livestream trực tiếp chửi là Vi Anh mày là con đĩ. Nhưng mà nếu mà Nó kéo con đĩ 30 giây nếu luôn. nếu kiện như thế thì có ảnh hưởng đến hoàng không? Không, Long Ngô chưa đủ tầm và chưa đủ trình để trở thành đồng phạm với con Nguyễn Phương Hằng, nên em biết không ảnh hưởng gì hết cả, Đó nên là em chạy điểm chạy ý chậm. chí của Long Ngô nhất đúng không? Ý chí của Long Ngô Nhưng mà chắc gì Vi Anh đã thắng được kiện Long Ngô. không Vi Anh đâu thắng kiện em nổi đâu, chắc gì không đến kiện, tại vì kiện em tào lao, nhưng mà kiện Long Ngô là Long Ngô chết, chắc gì đã chết. Nó tại không vì có cái từ con đĩ nó nặng lắm. từ con tính nó nặng, nhưng mà nó không gọi đầy đủ họ tên Tôi đâu bị Vi kiện Anh anh hả? mà nó không gọi đầy đủ họ tên đâu Không, mà đó là ê nói nè, cái từ con đĩ nặng lắm không? từ Vi Anh á, là cái nó giống Đó như là nè, một xin cái lỗi nè. danh hiệu của người À, em ta đi hỏi thành danh luôn rồi. hả? Đó, cái từ con đĩ nặng phải không? À. Với từ chị đĩ thiếu đĩ là ghẹ nhẹ không? Không, thôi đi ngủ tiếp đi, đi ngủ tiếp đi. Ôi trời. Nên em thấy rất là bất công, em không có làm gì hết mà báo bên em, Vi Anh kiện em, rồi điều tra này nọ mà bỏ luật Long Ngô. Em đi học thứ bảy em học xong, chủ nhật em học Nhưng xong, mà bây giờ thứ hai về nhà em viết bây đơn giờ em gửi cho công ví an. dụ mà Vi Anh, giả sử Vi Anh nó có kiện Long Ngô chăng nữa, Không công Vi Anh kiện Long Ngô, tại vì đã khởi tố vụ án rồi, công an có quyền điều tra tránh bỏ lọt tội phạm. nhưng mà giả sử như anh Em chỉ nói, điểm, cứ cho em chỉ điểm đúng không, rồi Vi Anh nó có kiện Long Ngô đi, nhưng không mà cần kiện, công an xử Long luôn. Ngô nó bắt chước theo cái cách phản biện của em thì dễ gì Vi Anh đã thắng được kiện. Không, cái từ đó, từ VO này, từ Đồng Xanh này, từ Vi Anh này, là bây giờ phải nói thẳng là nó là danh hiệu thành danh luôn rồi. Đâu đâu quy định kiểu không đấy không đâu. không phải đâu, anh hiểu, nhưng mà anh cứ biết là vậy, có nghĩa là em không nói đỡ với anh kiện cho Long Ngô đi tù, nhưng mà anh phải biết là Long Ngô bị anh một biên bản phạt vi phạm hành chính rồi, và cái hiệu lực của văn phạm vi phạm hành chính là cái đó là một tiền án tiền sự 1 năm nó mới hết. Thì bây giờ em viết cái đơn đó thôi, với cái hình thức chửi phản cảm như thế là chắc chắn ăn một cái đơn rồi. À, tức là chưa chắc là Vi Oanh thắng kiện, nhưng mà vì cái ông này ông mới Phạt hành chính, chửi phản cảm đúng không? đúng rồi. Hiểu rồi. À, tức là chưa chắc là Vi Oanh đã thắng kiện, nhưng mà vì ông này ông chửi phản cảm mà đã bị dính một cái án rồi đúng không? Mà Có em tức rồi. trời phải ác quá, tha cho nó, Không, tha cho nó đi. người ta đấm mình một lần á, mình nhịn. Trong nghề luật sư có nguyên tắc đó mà, đấm 2 lần nhịn, nhưng mà đấm thứ ba là phải phản kháng. Nhưng mà khi đã phản kháng á là không Nhưng có mà bây giờ vụ em chỉ điểm như vậy á, rồi bây giờ ví mà dụ như liệt thế ấy mà nhưng thách thì mà thua thôi. em chỉ điểm như vậy, ví dụ như Vi Anh nó lại kiện Long Ngô một cái thì người ta lại bảo là em lại có chơi với Vi Anh hay không? Không, em không có nói gì anh, em nói cho cơ quan điều tra thôi, đã bỏ luật tội phạm. Tại vì ngày mấy giờ mấy clip đó nói cái gì, nói cái gì, nói cái gì, nói cái gì, em liệt kê hết ra từ A đến Z, em gửi cho cơ quan điều tra. Nhưng mà được như thế thì chúng nó lại lên nói rằng là em đang làm ảnh hưởng của hàng không? Không, chưa đủ trình để trở thành đồng phạm đâu, không phải. Nó sẽ tách ra một vụ án độc lập, để xử. Không, nhưng mà nếu mà nói cái vụ đấy thì cũng căng nha, tại ông Điền ông chửi con Dĩ nhiều lắm.
Không, cái đó là chuyện của ông. Ông chưa tao và em biết. Tự nhiên anh lo lắng. Còn em á là vừa thứ hai nên em viết đơn. Em gửi lên công an. Tôi hay bỏ đi. Em chỉ đến Long Ngô. Dù sao thì cũng chỉ là cãi nhau thôi. Không, với cái tình trạng Long Ngô chỉ như chửi như thế đó, chắc chắn là anh một quyết định phạt liền. Không có vụ mà thoát đâu. Em thấy rồi, em hỏi rồi. Vậy hả? Không cần phải nói nhiều. Nếu mà Viu Anh không kiện cũng bị. Không, cũng bị. Càng vậy hả? Đâu phải là công an, đâu phải là xử theo đơn kiện đâu. Đã xử vụ cô Hằng là xử hết toàn bộ những người xung quanh luôn. Cỡ cả bên kia lẫn bên này. Cỡ cả người có trong đơn, không có trong đơn. Mà phán cảm là ấy này nọ là đi hết. Anh văn bản phạt vi phạm hành chính hết. Càng anh Điền cũng bị rồi. Thì đó. Anh Điền bị một cái đơn. Thì vài bữa là Lê Minh đồ tụi kia nó cũng bị hết á. Nhưng mà ví dụ như Hàn Ni không có nói bậy nhỉ? Bà ấy không chửi bậy đúng không? Thì không chửi bậy thì có cái vụ khác. Vậy là ai cũng bị hết. Đã là nếu mà có hành vi chửi bậy thì an ninh mạng họ phạt thôi. Là gì đơn? Được an ninh mạng mà anh lên trên mạng. Mà thà anh chửi trên kênh đi, nó thấp. Chửi vì anh là con đĩ trên kênh livestream trực tiếp của cô Hằng hàng triệu lượt xem. Đó mới là tình tiết lên mạng. Ví dụ mà chửi xong rồi mà mình xóa clip thì sao? Sao mà xóa? Còn đầy trên mạng luôn. Còn thì là những người nào đưa lên người đó. Công an họ lưu hết rồi. Bên kia lập vi bàn hết luôn rồi. Ví dụ mình nói tôi lỡ mình có chửi tôi xóa rồi thôi. Không không. Bên kia nó lập vi bàn hết rồi. Hành vi á không phải là tồn tại mà lên rồi xóa, mà nó đã cấu thành tội phạm từ khi mình thực hiện hành vi đó xong rồi. Đó là vậy đó. Cầm ha. Vậy là không nhất thiết là bị oanh kiện hay là thắng kiện mà cỡ cả hồi bữa cơ quan công an gọi em lên, cơ quan công an cũng cho em nghe lại đoạn clip đó luôn. Vâng, em cơ quan công an có. Em trả lời nào? Thì em nói là Lâm Ngô nói. Nên bây giờ em lên em viết đơn, chỉ cần em viết một cái đơn hầu ngày trước ngày hôm sau Lâm Ngô sẽ lên gặp cơ quan công an rồi. Vâng không? Thiệt. Em làm gì có địa chỉ của nó? Không, địa chỉ phải tìm. Công an họ có đó. Có. Càng quá ha. YouTube càng quá. Tôi Long Ngô xin lỗi anh nông dân nhưng nó đè mình chết rồi. Nó đẩy chết rồi đó. Xin lỗi đi. Ai không dám đẩy với Long Ngô là em thích chơi lắm. Đợt này em không chửi em nói gì hết đó. Em vút cái đơn lên cơ quan công an thôi. Đề nghị xử lý triệt để thôi. Vậy là Long Ngô sẽ bị xử vì cái tội là nói năng phản cảm trên mạng. Đúng rồi, theo luật an ninh mạng. Phạt vi phạm hành chính. Không truy tố. Thì cũng chỉ mất có 7 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà hai vi phạm hành chính cùng một tội rồi. Thế chà. Là hành xử. Càng hạn. Ở tù. Ê Long Ngô ơi, mày xin lỗi anh nông dân đi, nó đẩy mày thật đó. Thôi nó xin lỗi thì bỏ qua nha. Xin lỗi em mới bỏ qua. Nhưng mà không xin lỗi em thứ hai em nên làm liền đó. Em chơi liều mà. Ok Long Ngô, xin lên xin lỗi anh Long Dân đi. Em chơi liều anh nhiều nha vị khán giả. Vậy là xin lỗi thì bỏ qua phải không? Đúng rồi. Nhóm lang thang đường phố tội nặng nhất vì đưa thông tin sai, kích động, vô hạn chửi. Cái đó thì mình cũng không rõ. Nhưng mà nói chung có chửi là có sai đúng không? Nhưng mà nó đến mức độ nào, có hình sự hay không, hay là chỉ là hành chính và nguyên nhân chửi đúng không, thì nó có, ví dụ như cô Hằng, cô Hằng thì nó có như là này, theo anh nghĩ là ý hiểu của anh nhá, có thể là không. Ví dụ như cô Hằng thì nó có như là này, theo anh nghĩ là ý hiểu của anh nhá, có thể là không đúng. Tức là cô Hằng cô có cái động cơ và cô có cái bức xúc, tức là vì là Vi Anh nói cô thì đúng rồi. Cô nói lại đúng không? Nhưng mà Long Ngô thì con Vi Anh nó không đụng đến Long Ngô. Đúng rồi. Đó. Mà vô chữ. Tức là cô Hằng sẽ có cái tình tiết là cô nói được, là cô nói là tại Vi Anh chửi cô mới chửi lại. Đúng rồi. Đúng là nó có nguyên nhân rõ ràng. Huề. Còn ví dụ lên trên công an, Vi Anh có bảo tôi đâu có làm gì Long Ngô đâu. Đúng rồi. Vi Anh chửi. Cơ bản không cần Vi Anh hỏi, công an hỏi. Vi Anh làm gì anh? Đó rồi từ lúc đó. Bạn chửi Vi Anh vậy. Bởi vậy là công bằng sẽ đến với cô Hằng nhưng mà chưa chắc là đến với Long Ngô. Đúng rồi, công bằng sẽ đến với cô Hằng nhưng mà chưa chắc sẽ đến với Long Ngô. Tại vì Long Ngô chửi theo. Long Ngô chửi theo và chửi rất là nhiều video của Long Ngô thẳng tỡ luôn. Ví dụ Long Ngô nói là tôi thấy bất công cho bà Hằng, tôi chửi với anh được không? Không, anh lấy quyền gì? Quyền là tôi ủng hộ cái bà Hằng tốt bụng này. Không có quyền lục gì hết. Cái anh nói điều đúng thì được. Cái đó theo luật hả? Anh lên anh chửi hồ là đâu có được. Tức là người ta có chuyện bức xúc của người ta đúng chửi. Anh ngồi theo chửi là anh sai. Đúng rồi, đó là theo cá nhân mà. Đó, mọi người phân biệt là như vậy nhá. Là cô Hằng chửi Vi Anh là có cái lý do. Đúng là rồi. Vì cô bị bức xúc, đúng không? À, còn Long Ngô mà chửi Vi Anh là không có lý chửi do. Chửi hùa theo. Chửi hùa theo. Nhưng mà thực sự cô Hằng chửi Vi Anh hay là không chửi Vi Anh gì đó không nặng bằng Long Ngô chửi. Em tham gia drama từ đầu em nghe hết mà Long Ngô chửi cực kỳ xúc phạm luôn. Ghê vậy hả? Cô Hằng chửi Vi Anh là ví dụ như người ta đánh giá Hằng mức độ xúc phạm 1 là Long Ngô tới 100.
Nhưng mà bây giờ ví dụ như là lên Long Ngôn nó chối thì sao? Nó bảo tôi làm sao chối được? Tôi không chịu với anh, tôi không chịu với anh. Giám định luôn, giám định cái giọng nói luôn, và em là nhân chứng. Ý là nó nói là cái người tôi chửi không phải là Vy Oanh. Không. Trên cái đó là bây giờ đừng có nói là không phải với anh, phải với anh. Bây giờ mọi người đã đều đồng thuận cái đó rồi. Ai đồng thuận? Nói chung cứ vậy á. Ừ, giờ là căng cho Long Ngô nha. Không những mình em làm chứng đâu, mà nhiều người làm chứng là cái cuộc gọi điện thoại đó chính là cô Hằng gọi cho Long Ngô. Vậy là cô Hằng có thể cái chuyện mà cô Hằng và Vy Oanh là chuyện cá nhân qua lại. Đúng rồi. Vy Oanh đã thắng được cô Hằng. Đúng rồi. Vì là hai bên là có quan hệ. Xúc nhau. Thậm chí Vy Oanh có thể thua cô Hằng luôn. Đúng rồi. Đúng không? Nếu như người ta cho rằng những cái lời nói của Vy Oanh đối với cô Hằng là gây ảnh hưởng của cô Hằng nhiều hơn. Đúng không? Đúng rồi. À, còn Long Ngô với Vy Oanh là tự nhiên Long Ngô nhảy vào bên Vy Oanh và Vy Oanh chưa hề nói như Long Ngô. Đúng rồi. Đúng, cái đó mới là cái chết ạ. À. Còn bây giờ là em chửi Vy Oanh với em chửi luôn luật sư Vy Oanh được. Được không? Được. Sao được? Tại vì tố cáo em vu khống em. Vu khống em 4 tội. Tội thứ nhất là nói em là bật kiếm tiền YouTube. Đã chửi bạn là kiếm tiền YouTube. Mà em không bật. Em không bật. À cái đó là một vu khống. Một vu khống. Rồi. Cái thứ hai là nói em là xúc phạm lên mẹ trên livestream của cô Nguyễn Phương Hằng. Không có. Là không có. Cơ quan công an họ đã đóng hồ sơ xác định. Hay quá. Cái thứ ba. Cái thứ ba là nói em quảng cáo nhãn hàng cho sản phẩm của một công ty nào đó. Là càng không có. Em bán hàng của em. À, thì cũng là công ty nào đó rồi. Không phải. Hàng của em có nghĩa là anh giống như là đại diện thương hiệu vậy đó. Là sao? Tức là em có quảng cáo mà không? Không phải. Nói là khác. Ví dụ như anh quảng cáo cho điện thoại Samsung đúng không? Anh là đại diện nhãn hàng, đại diện hình ảnh. Là họ tố cáo kiểu như thế. Còn em là không có, em đi bán hàng nông sản của em làm ra. Của em tự sản xuất. Đúng rồi, là em không có đại diện hình ảnh cho ai hết cả. Em không làm thuê. Đúng rồi, em không làm thuê. Rồi cái thứ tư. Cái thứ tư là em quên rồi, nói chung lâu quá rồi không nói. Nhưng mà em vậy thì em có phản tố có chứ. Em sẽ phản tố mà. Nhưng mà đâu phải là phản tố liền được, chúng ta phải chờ cơ hội.